Châm ngôn chương 3, câu 9 và câu 10 chép như sau: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Chúa Trời hằng hữu. Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Có một môn đệ của một tiên tri kia qua đời, thì vợ người ấy đi khóc với tiên tri Elise rằng: Ông biết chồng tôi là một người kính sợ Chúa, thế mà khi anh ấy vừa qua đời thì chủ nợ nó đã đến đòi bắt hai đứa con của tôi về làm nô lệ để trừ nợ. Elise hỏi: Tôi giúp được gì cho chị đây? Chị có gì trong nhà không? Người đàn bà đáp: Tôi chẳng có gì, còn có mỗi cái bình dầu à. Elise bảo: Chị đi mượn thật nhiều bình trống không của những người láng giềng, đem về nhà, đóng cửa lại, cùng với các con chị bắt đầu từ cái bình dầu chị có đó đổ vào trong những bình không, bình trống. Bình nào mà đầy xong á thì để riêng qua một bên. Chị ấy vâng lời, cùng hai con vào nhà đóng cửa lại. Các con mang bình đến cho chị đổ dầu vào và cứ tiếp tục đổ vào, đổ vào, đổ vào. Và khi các bình đều đầy cả rồi, chị bảo con đem cho mẹ bình nữa. Thì đứa con đáp: Mẹ ơi, không còn bình nào nữa cả. Vừa nói xong câu đó thì dầu liền chảy. Quý vị hãy trút ra khỏi lòng mình những cái gì không cần phải chất chứa trong đó nữa. Có thể là những cái giận, có thể những cái hờn, có thể là những cái điều không đẹp lòng Chúa. Lôi nó ra, vứt bỏ nó đi, để đem được một cái bình trống, bình không tới, để nhận lãnh được ơn phước của Chúa. Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền. Đem hũ, đem những đồ chứa, đem nhiều lên, vì Ngài hứa sẽ chắc chắn ban phước đến trong cuộc đời của chúng ta. Hãy mang đến những bình trống không để được Chúa làm cho đầy bằng phước hạnh thiêng liêng mà Chúa đang chờ, đang đợi quý vị. Côlôse đoạn 3, câu 15 đến câu 17: Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh chị em. Là bình an anh chị em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Và gì nữa? Lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế Giê-xu ở đâu? Ở đầy trong lòng anh chị em. Đầy ơn Ngài trong lòng của chúng ta để có thể tràn ra trong những chỗ thiếu thốn khác. Hãy mang đến những bình trống không để được Chúa làm cho đầy bằng phước hạnh thiêng liêng mà Chúa đang chờ, đang đợi quý vị.